diễn viên Quỳnh Lam kỷ niệm 10 năm yêu nhau với trai Tây. Nữ hoàng phim xưa Quỳnh Lam vừa kỷ niệm 10 năm yêu bạn trai ngoại quốc Alex hôm 2 tháng 9. Nhân dịp đặc biệt, Quỳnh Lam đăng ảnh tình tứ bên bạn trai và thổ lộ: "Đây là người đã khiến trái tim em rung động." Một nửa của diễn viên tên Alex, quốc tịch Anh, ít hơn cô 2 tuổi, hiện là giáo viên. Họ quen nhau trong buổi tiệc và ban đầu dừng lại ở mức xã giao. Về sau, Alex chủ động liên lạc và tìm hiểu nữ diễn viên. Quỳnh Lam cảm nhận bạn trai là một người chững chạc và tình cảm, đôi uyên ương có chung sở thích ăn uống, du lịch và phim ảnh. 10 năm bên nhau, cả hai cùng nhau du lịch khám phá văn hóa thiên nhiên trong nước và nhiều nơi như Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Nhật, Hàn. Quỳnh Lam cũng cảm thấy may mắn khi Alex luôn ủng hộ cô trong hoạt động nghệ thuật. Do đặc thù công việc, nữ diễn viên đôi khi phải đóng các cảnh quay nhạy cảm trên phim trường. Dù vậy, Alex không ghen tuông, ngược lại trân trọng và ngưỡng mộ những cống hiến của bạn gái dành cho nghệ thuật. "Tôi không giấu anh việc gì, thường tâm sự về công việc và cả những cảnh nóng. Anh hiểu đó là công việc nên rất tin tưởng tôi," cô cho hay. Đầu năm 2018, khi cặp đôi du lịch trên một ngọn núi nổi tiếng ở Anh, Alex bất ngờ cầu hôn bạn gái. Được bạn trai tỏ tình, Quỳnh Lam vô cùng hạnh phúc và không bao giờ quên được khoảnh khắc anh đeo nhẫn cho cô. Cặp đôi hiện giờ kế hoạch tổ chức hôn lễ do dịch bùng phát kéo dài. Nữ diễn viên cũng không có kế hoạch theo chồng bỏ cuộc chơi, cố gắng sắp xếp, vun vén tổ ấm song song với hoạt động nghệ thuật. Quỳnh Lam sinh năm 1984, quê ở Đồng Nai, được biết đến qua nhiều quay vai diễn trong các phim Đi Qua Mùa Mưa, Khóc Thầm, Mãi Theo Bóng Em, Cô Dâu Tuổi Dần, Luật Trời. Cô khẳng định tài năng trong dòng phim xưa và được đông đảo công chúng yêu mến. Quỳnh Lam được ưu ái trao danh xưng nữ hoàng phim xưa.